thì hầu hết những cái hiệu ứng ngăn cản đối phương thì cái hiệu ứng khống chế hoặc là hiệu những hiệu ứng làm chậm thì không thể nào cản bước Olaf được cả. Và Aimee bây giờ 6 giây còn lại cho sự lựa chọn ở vị trí hỗ trợ và họ sẽ chọn Time Cap. Đây là một sự lựa chọn nếu như khóa vào dành cho Rod thì tôi nghĩ hoàn toàn hợp lý, bởi vì khi mà đối phương xuất hiện Olaf, mục tiêu mà Olaf nhắm tới đó chính là Jhin, một vị tướng kém cơ động nhất ở bên phía đội hình của Aimee ở thời hiện tại. Nếu như bổ sung bằng một vị tướng hỗ trợ bảo kê tốt hơn đó chính là Tam Ken, thì khi mà Jhin và thậm chí cặp đôi Jhin Tam Ken này cũng có một cái trích nữa, đó là khi mà dựng sân khấu lên, Tam Ken ngập vào có thể di chuyển bất kỳ Jhin ở bất kỳ bản, anh ta có thể hạ ở bắn ở bất kỳ vị trí nào luôn. Nói chung là giống như là ông bầu mang mấy cái gánh hát di động của mình đi vậy đúng không? Bắn đi đâu cũng được, nhưng thật ra cái trick đó tôi nghĩ rất khó để có thể áp dụng, vì trên lý thuyết là như vậy, cũng giống như là cái trick giữa Thresh và Blitz Run, nhưng để làm được nó, để có những cái tình huống mà áp dụng thuận lợi nó cũng rất là khó. Bây giờ đội hình của hai bên đã lộ rõ rồi và rõ ràng đây là một kèo khá là cân bằng. Khi mà khu vực đường giữa thì hồi nãy chúng ta đã nói giữa Syndra và Vladimir, bây giờ tôi nói về khu vực đường dưới, đó là Alistar cùng với Tam Ken, cả hai vị tướng này khả năng tấn công nhau phải nói là khá là thấp. Bởi vì nếu như bạn chủ động, ví dụ như Alistar hất Tam Ken về, thì Tam Ken có thể đe dọa tính mạng của xạ thủ, cũng giống như là vị trí của Tam Ken. Thật ra thì nếu như bạn đánh Tam Ken ở khu vực đường dưới, thông thường thì bạn hướng về cái khả năng phòng thủ nhiều hơn là cố gắng tấn công. Đúng vậy, Tam Ken cũng là một tướng tương đối là khó tiếp cận. Đặc biệt là phía bên kia là Ezreal nữa, khả năng cực kỳ cơ động, có thể rút ngắn được khoảng cách tương đối là tốt. Nên ở khu vực đường dưới có lẽ là một cái kèo thi đấu mà tương đối thiên về farm hơn một tí. Nếu như có tấn công, có lẽ Jhin sẽ là người tận dụng những phát đánh cuối cùng trong loạt bốn lạc đạn của anh ta để cấu để máu, còn nếu không thì chỉ là tương đối farm ở khu vực đường dưới mà thôi. Để xem sẽ hấp dẫn nhất là ở trong khu vực nào ở thời điểm hiện tại, có lẽ được giữa với hai vị tướng tương đối mạnh, và đặc biệt là Jensen đang gặp cho mình đó là vị tướng tủ nữa. Athena, anh ta đi ra đường với 4 bình mẫu và một cái giày 300, từ khả năng hồi phục rất nhiều, và cũng đánh giá khá cao về chiến Jensen để có thể cấu triệu máu được ở mùa đợt kiểu này được. Bởi vì Vladimir thì trên đầu trận chúng ta đã biết là cả khả năng hồi phục của vị tướng này nó khá là cao, và bạn cộng thêm cả 4 bình mẫu như vậy thì tôi nghĩ rằng cái lượng máu của Athena chắc là chẳng bao giờ tụt xuống dưới 50% cả. Còn bây giờ Lao Nai đang tổ chức một tình huống đứng 3 người trong cái bụi kia. Tuy nhiên thì vừa rồi nhận được tín hiệu là có người bên phía Aimee tiến ra và cắm mắt, ngay đó họ đã quyết định rút lui. Đúng vậy, Aimee đang chơi khá là chủ động trong bán đấu này, khi mà họ chủ động cắm những con mắt để đảm bảo được lượng tầm nhìn của mình. Và nếu như đối phương có ý định tiến vào, họ sẽ biết được điều đó. Bây giờ không có ý định đó nữa. Nhưng để xem ở thời điểm tại, Impact vẫn đang tiết kiệm được cho mình một con mắt. Tức nghĩa anh ta sẽ nhỉnh hơn về lượng tầm nhìn ở khu vực đường trên. Nhưng với cái lối khởi đầu ở bên mạng rừng bên trái, tôi nghĩ có lẽ đường trên không phải là điểm nóng ở những thời điểm sắp tới. Đúng, bên phía của Aimee họ cắm khá là nhiều mắt dị vật tổ ở giai đoạn đầu trận. Nhưng những con mắt đó cũng chỉ là những con mắt bảo vệ đường vào rừng thôi. Họ không hề có bất kỳ một con mắt quá sâu nào cả. Và lâu nay có thể nói là làm tốt hơn trong việc tiết kiệm được một lượng mắt khá khá, và nó sẽ giúp họ có giai đoạn đi được ổn hơn. Cặp đôi đường dưới cả hai bên quyết bắt đầu từ hai bãi rừng khác nhau, và để xem lâu nay họ có quyết định. Tôi nghĩ là đứng lâu như vậy thì chắc cũng đã ăn hết cho mình hai con người đá rồi. Còn phía bên kia thì chắc chắn là Jhin Zhao và Rod sẽ ăn luôn cái con cóc hành tinh đó. Bây giờ để xem với cái lối khởi đầu như thế này, Meteor khởi đầu bằng con bùa xanh, còn cặp đôi đường dưới khởi đầu bằng việc ăn phải tài nguyên rừng và ra đường. Nhưng đồng thời bên phía Aimee, Jhin Zhao cùng với Rod, anh ta cũng bắt đầu khởi đầu bằng trong khu vực rừng, tức nghĩa cấp độ khu vực đường dưới khá là cân bằng. Tôi cứ nghĩ rằng nếu như Sticky cùng với Smoothie nhỉnh hơn về mặt cấp độ thì đó là thời điểm mà tôi nghĩ Meteor sẽ tấn công vào bùa xanh của phía bên kia. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khu vực đường dưới Aimee đang có lợi thế, nếu như mà Meteor có ý định tiến qua tương đối là nguy hiểm cho người ta. Đúng, rất nguy hiểm, bởi vì bây giờ nếu như mà vị trí của Smoothie di chuyển vào thì Alistar không có nhiều kỹ năng lắm để hỗ trợ cho Meteor trong vấn đề cướp rừng, nên bây giờ Meteor đang có khuynh hướng muốn di chuyển xuống khu vực đường dưới. Nếu như mà bây giờ vị trí của Rod di chuyển ngược trở lại thì rất có khả năng hai người sẽ gặp nhau. Nhưng có vẻ như là vị trí Meteor anh ta vẫn rất nhạy cảm, anh ta đã quyết định đi tới bộ chặt ba sau đó quay ngược trở về. Nhưng khoảng thời gian mất khá nhiều như vậy để cho con cua kỳ cục kia Amoles đã hạ gục thành công. Bởi vì Rod anh ta đã mất trên bản đồ, tức nghĩa là bên phía của Carolina họ nghĩ rằng
hỗ trợ của đối phương đã đi cắm mắt ở một vị trí nào đó và mới tới phần nào đó đã bị phát hiện tầm nhìn, nên ta không tấn công ở khu vực bên dưới nữa mà quay ngược trở lại khu vực rừng của mình để dọn dẹp. Và một tình huống mà bên phía của IMA tôi nghĩ là có những bước di chuyển tốt hơn ở giai đoạn đầu trận, khi mà họ kiểm soát được con cua đó và họ kiểm soát được cái ý định qua cướp gây khó dễ ở khu vực bùa xanh của phía đối phương. Nhưng nói về con bùa xanh thì cả Overlord cũng như là Athena đều là những mẫu chất tướng không cần đến năng lượng. Nên cái việc mà bùa xanh này nó chỉ gia tăng phần kinh nghiệm nhưng được dưới. Rod Anta vừa ngắm thành công xạ thủ của mình về. Và rất may cho Jin Zhao là anh ta không mất bất kỳ phép hỗ trợ những tình huống vừa rồi. Rõ ràng là Smoothie, nếu như mà Rod chỉ chậm một tí thôi, chắc chắn là Smoothie sẽ cắm cái thiêu đố vào nó, ép cho vị trí Jin Zhao bắt buộc phải lùi về từ tình huống này. Và với Alista ít bị tấm combo rất nhiều sát thương, nhưng hãy cẩn thận cặp đôi của Lao này, bởi vì vị trí Arbolest đang vòng ra rất sâu ở phía đằng sau. Nhưng và anh ta đang đứng chờ. Thế lính này thì tương đối khó tấn công, đợt lính này rất là nhiều. Nếu như đánh không cẩn thận, không tiêu diệt được đối phương mà xạ thủ của bạn mất đi cho mình một lượng chỉ số lính thì đó là một cái gì đó không mấy tốt cho lắm. Meteor thì anh ta không gây áp lực ở khu vực đường dưới, nhưng anh ta cướp được hai bãi ở khu vực đường trên, bãi người đá trước đó và bây giờ là đến lượt bãi chim. Khi mà Violet tiến về khu vực đường của mình, tài nguyên đã hết. Đúng, tài nguyên đã hết và Athena ở đây đã bấm B biến về, và nếu như có một cuộc đụng độ giữa hai người trên trường thì chắc chắn Meteor sẽ là người dính sát thương hơn, bởi vì anh ta vẫn còn đang mùa đỏ. Bây giờ hết rồi, muốn đảo lên khu vực đường trên đứng ngay mắt, cái con mắt nó vừa vỡ ra, Meteor chắc chắn là sẽ biết được đối phương này có tầm nhìn của mình và đang muốn gây áp lực ở đây. Avolus vẫn chưa lộ tầm nhìn di chuyển ra. Rất hay đó là bên phía ngoài mày và họ chặn đứng được Meteor. Có Smoothie ở đây muốn băng trụ tình huống 2 đánh 3 và lao vào đó là Amazing Day, nhưng rất nhiều máu và anh ta nằm xuống dưới tay của Meteor. Smoothie anh ta quay trở về nhà. Chính xác hơn, đúng vậy, anh ta quay trở về nhà ở thời điểm mà khu vực đường dưới đợt lính rất nhiều đẩy lên. Anh ta có khoảng trống, anh ta để cho người chơi xạ thủ của mình đi ra đường một mình mà thôi. Đó là cái bước di chuyển cực kỳ thông minh. Và chưa kể, đó là lý do tại sao mà Ezreal đang cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại. Chính là cái việc mà hàng tài có thể đi đường một cách một mình thôi, có thể đảm bảo được sự an toàn. Ezreal có quy, có đánh thường và rất dễ an ứng ở trong trụ. Cho nên cái việc mà Alista di chuyển sớm như vậy nó khiến cho lâu nay có lợi thế. Thậm chí là bây giờ ở khu vực đường giữa Jensen, anh ta đang nhỉnh hơn một chút về chỉ số lính so với Athena, nhưng lượng máu thì nhiều hơn vô cùng. Mất hơn một nửa lượng máu rồi. Vladimir sau khi bị giảm sức mạnh thì cái khả năng hút máu trở lại từ Q nó bị giảm khá là nhiều. Nên cái vị tướng này cũng đồng thời là khả năng nảy đường từ E nữa, khi mà E nó bị tăng thời gian hồi chiêu lên. Nếu bây giờ Athena anh ta đã phải ăn lính dưới trụ và khoảng cách về chỉ số lính bây giờ tạo lên bởi Jensen nó hơn con số 10 rồi. Hãy nhìn về lượng đồ của Jensen, anh ta về nhà một lần trước đó. Trong khi đó Athena không về nhà được, tức nghĩa là Jensen đã đẩy được lính lên. Nhưng đây khu vực đường giữa gặp tẩu, có một nỗ sức mạnh, nhưng lặn hồ máu né sát thương được Jensen, phát hiện nguy hiểm từ Amoles và anh ta tốc biến về ngược ở phía sau. Mỗi tình huống can thiệp ở khu vực đường giữa của Amoles khiến cho Jensen đã mất đi hai phép bổ trợ. Những người quay trở về nhà đó chính là Athena, bởi vì ở thời điểm tại lượng đồ của anh ta đã có rồi. Anh ta hoàn toàn có thể đủ lên cái áo choàng ám ảnh để gia tăng thêm lượng kháng phép cũng như hồi phục một con mắt đảm bảo tầm nhìn. Đây là những tín hiệu rất tốt dành cho khu vực đường giữa của Athena. Nhưng anh ta mất quá nhiều chỉ số lính. Đúng, mất rất nhiều chỉ số lính. Và nếu như lần về nhà tiếp theo Sensei anh ta may mắt tím ra anh ta cầm, thì chắc chắn là cái việc gây áp lực mất tốc biến vừa rồi phần nào đó nó sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm ở khu vực đường giữa. Còn đường dưới này Smoothie cấp độ 4 vẫn muốn tấn công. Nhưng anh ta đang thua cấp độ một chút so với vị trí Rod ở phía bên kia đã lên cấp độ 5 rồi. Bây giờ thì Sneaky lửa tử thần đốt khá là đau, nhưng đợt lính này anh ta vẫn xử lý tốt. Và nếu như anh ta ăn được hết ba con, chắc chắn là anh ta vẫn sẽ ngang lính so với đối phương. Đúng vậy. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì một Ezreal lên cho mình dòng nước mắt, sát thương không được gia tăng thêm. Trong khi đó thì Jin Zhao giao hung tàn về lượng sát thương. Jin Zhao đang nhịn hơn một tí, nhưng ép được cái tốc biến đó của Rod rất nhẹ nhàng mà ép được một cái tóc biến từ vị trí của Rod. Và Meteor bây giờ cấp độ tẩu tận thể ra Nanoc đang được bật. Tuy nhiên thì lượng chống chịu mà nó mang lại là không nhiều lắm. Vừa rồi trụ bắn một phát khiến cho Meteor phải quay ngược trở ra. Nhưng sao á, họ vẫn lấy được thêm một cái phép kiệt sức. Cả hồi máu nữa, rất tuyệt vời. Đúng vậy, một tình huống gây sức ép rất lớn của Meteor ở khu vực đường dưới. Anh ta chỉ cần bước ra bật nhẹ chưa rờ một cái thôi là bên phía của Imagine Zhao cùng với Rod cú hồn nó phải
ngay lập tức sử dụng những kỹ năng, những phép bổ trợ của mình để thể rút lui. Có thể thấy ở những giai đoạn đầu trận này, sức ép của một Meteor cầm cho mình Olaf là khác so với Lee Sin của những ngày hôm trước. Khác hẳn ngày hôm qua, vì Meteor giai đoạn đầu trận thật sự là làm chẳng hề tốt một tí nào cả, nhưng Meteor của ngày hôm nay thì lại thể hiện một cái bộ mặt hoàn toàn khác. Avalanche sau những tình huống đi găng không thành công, ta quyết định chuyển mục tiêu sang con rồng nước đầu tiên của ván đấu và không có tầm nhìn đến từ bên phía của lầu này. Và họ quyết định là nhắn tương đối là dễ, bởi vì bây giờ cái đợt lên nó đẩy sát vào trụ như vậy. Đồng ý là không thấy Thiên Giao và Rod ở khu vực đường dưới. Những lâu nay không biết rằng họ đang bấm bài biến về hay là tiến ở khu vực hang rồng. Lâu nay thì đang bận tập trung. Tôi thấy nãy giờ là họ tập trung khá nhiều lên khu vực đường trên và vị trí của Amazing Jay. Họ muốn gia tăng khả năng cái sức ép ở khu vực đường trên của người chơi của họ, đó chính là Impact. Hiện tại anh ta cũng đang có cho mình một phong độ cao nữa. Và cái khả năng carry của anh ta nó rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Cái chỉ số lính Impact anh ta làm là cực kỳ tốt, 77 so với 43. Còn khu vực đường chuyển là tấn công vào vị trí Zen, đó là Athena có dư ngoại thủy vực Swat đáp xuống, nhưng ta bị Scotty hất ngược về tập trụ. Còn ở đây là Zen né được cú W vừa rồi, nhưng sân khấu tử thần đang dựng trên kia và ta không trúng một phát nào cả, đủ tầm để phải lùi ngược trở ra. Athena bị vị trí Midas tiếp cận và tình huống tấn công vừa rồi đó bên phía AM bị lao này hóa giải. Đúng vậy, họ kéo rất nhiều người ra khu vực đường giữa, cụ thể là cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ của họ ra, nhưng những phát bắn từ sân khấu tử thần đó nó không trúng bất kỳ phát bắn nào. Chưa kể tình huống đó thì Jensen vẫn chưa bật cho mình tăng tốc, nhà phải ít giây sau anh ta mới kích hoạt cái tăng tốc và rút lui được thành công, tạo đủ thời gian cho khi ở khu vực đường dưới đẩy được lính lên rất nhiều. Nhưng ở thời điểm hiện tại đường trên em bắt đang bị tấn công, cấp độ 8 đang bị chậm lặng và Arboles chuẩn bị tiếp cận. Tốc biến hất tung thành công, em bắt tốc biến bỏ chạy, rải chiêu cuối khá đẹp, đốt rất đau và Arboles có nguy cơ lên bảng điểm số. Anh ta đã nằm xuống rồi và double kill dành cho em bắt. Quá tuyệt vời với màn thể hiện của em bắt. Imagine một lần nữa anh ta đang phải chịu được sức ép đến từ những người chơi đường trên Hàn Quốc. Nếu như trước đây Marine và Vương và những thành viên khác, bây giờ đến lượt Impact đang thể hiện điều đó. Một cú double kill, mặc dù một mình anh ta chấp hai với sự hỗ trợ của trụ nữa, quá lời dành cho Cloud này. Cái tình huống đó, Overless anh ta đã quá rướng trong việc tốc biến hất tung đối phương. Và nếu như Impact xử lý tốt hơn nữa khi mà thấy vị trí Overless tốc biến, anh ta tốc biến né kịp mà không bị hất tung, tôi nghĩ rằng Impact có khả năng là sẽ không phải nằm xuống. Tuy nhiên một đổi hai cũng là một điều quá tuyệt vời với tình huống đường trên như thế này. Đội chúng ta nên xem lại. Đây, Avalis vẫn quyết định đi lên và anh ta trúng một phát bắn từ trụ. Hai phát. Và đứng trong chiêu cuối đó của Impact quá lâu, khiến cho lượng sát thương thêm cái kho lỗ của Impact nữa đủ tiêu diệt anh ta và có luôn cho mình double kill. Avalis một tình huống anh ta muốn gây sức ép của mình ở khu vực đường, nhưng cái tác dụng nó có lẽ hơi bị ngược lại một tí. Đúng. Khi mà dâng cho đường trên của đối phương hai điểm hạ gục. Bây giờ Impact khu vực đường trên mặt nạ có cộng luôn cả giày pháp sư, lượng xuyên phép này rất cao. Chưa kể bên kia ép cho Imagine anh ta phải lên cho mình đó là kháng phép trước. Lâu nay bây giờ họ sẽ không cần phải quá chú tâm vào khu vực đường trên, mà họ chỉ muốn tấn công từ mạng đường dưới lên đường giữa thôi. Họ vừa gặp Ibolet ở khúc sông này và một tình huống làm cho dùng sát thương khiến cho người đi rừng bên phía Amay mất hơn một nửa lượng máu. Bây giờ Ibolet là người chịu áp lực hơn rất nhiều so với Meteos, khi mà anh ta có trọng trách là phải gánh cả ba đường. Trong khi đó Meteos, như tôi vừa nãy nói là không cần phải quan tâm đến khu vực đường trên lắm, thì mà vị trí quyền bắc có thể tự xử lý được. Còn khu vực đường giữa và đường dưới, đồng ý là khoảng cách về chỉ số lính không nhiều, nhưng rõ ràng là lâu nay đang nắm thế chủ động. Họ tấn công vào Rod và Rod bây giờ phải bật da dày, nhưng tôi nghĩ là nó không được dày lắm. Dứt điểm là Sticky. Tiếp tục là một tình huống Olaf Meteos ở khu vực đường dưới. Bây giờ sân khấu được mở ra, rất là dễ chọn lính mà thôi. Nhưng lính đang còn tương đối là ổn để có thể lấy luôn cho mình cái trụ đầu tiên khu vực dưới. Hiện tại ăn xong cái trụ này lượng trên lệch mình tiền con số 4.000 cho 4.000 ở hiện tại. Phút thứ 12 4.000 tiền cực kỳ nhiều. Mà nó không phải là nó chỉ đều, nó tập trung vào những cái thành viên chủ chốt như là em bắt khu vực trên với điểm hạ gục. Rồi cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới vừa rồi, Sticky anh ta cũng có được một mạng. Như vậy là tất cả các đường của lâu nay bây giờ chính thức vượt lên hoàn toàn. Khu vực đường giữa là khu vực duy nhất chưa có điểm hạ gục. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn vào chỉ số lính 40, khoảng cách là 32 đợt, 32 con lính trên lệch.
Ông khoảng cách cực kỳ khủng khiếp mà Jensen đã tạo được ở khu vực đường dưới. Về mặt chất tướng, anh ta đã làm điều đó mặc dù anh ta phải chịu những đợt găng đến từ Velez. Nhưng anh ta vẫn chưa nằm xuống bất kỳ. Đúng, chỉ đúng một lần duy nhất là Velez có thể ép được cái tốc biến vị trí Jensen thôi. Rồi sau đó là anh ta bị phân tâm rất nhiều ở những khu vực khác, đặc biệt là khu vực đường trên có một lần bị găng. Nhưng nó là cái lần thất bại. Bây giờ anh Tâm muốn quay ngược trở lên với mùi nhạy cảm có trong người. Thì mắt tiễn ra cắm một con mắt. Và Avoles, tôi nghĩ rằng cũng phần nào đó đoán biết được. Và bây giờ anh ta đi ra là biết được rồi, phát hiện đến con mắt ra rồi. Nhưng mà với cái thế này thì mắt anh ta cũng không gặp nhiều nguy hiểm lắm. Di chuyển ngược lên khu vực trên mà thôi. Bây giờ để xem phút. Bây giờ Jensen quay trở về nhà, hoàn thành xong cho mình bị thương Molo. Một món trang bị rất tốt để giảm đi khả năng hồi phục máu đến từ Athena. Meteor biết được rừng của đối phương ở khu vực đường trên, ta đang đẩy mạnh khu vực đường dưới cộng với đó Snicky. Lượt lính này nó đã dấn vào trụ rồi, đồng thời điểm đó có mùa xanh của đối phương cũng thuộc về Meteor. Anh ta đang tiến vào khu vực mùa xanh và cướp đi con mùa xanh này. Mặc dù mùa xanh nó không ảnh hưởng lắm với một đội hình sở hữu hai vị tướng không sử dụng năng lượng của bên phía IMA, nhưng nó giúp cho vị trí của Meteor có thời gian hồi chiều ngắn hơn, năng lượng nhiều hơn và anh ta sẽ palm quy dễ hơn. Bây giờ có bùa xanh, tí nữa quay trở lại hỗ trợ nên sẽ lấy thêm cái bùa xanh nữa là vô cùng tuyệt vời. Và lâu nay tập trung người xuống xung quanh khu vực đường dưới này. Avoles tôi cảm giác là từ đầu trận đến bây giờ anh ta luôn luôn chậm hơn Meteor khoảng 1-2 nhịp gì đó. Đúng rồi. Avoles là một người chơi đi rừng mà tôi đánh giá là anh ta có kỹ năng rất tốt và cái lối chơi cũng là tương đối là hộ bảo. Nhưng anh ta rất thích những tình huống qua cướp rừng của đối phương. Nhưng mà khi mà đường của bạn không mạnh hơn đối phương thì cái khả năng cướp rừng của Avoles nó bị giảm đi rất là nhiều. Bây giờ con rồng thứ hai trận đấu thuộc về cho mình, con này không chịu bất kỳ một xếp nào cả. Và mất luôn cho mình cái tốc biến. Rất dễ khi bạn bị làm trễ như vậy. Và bây giờ sân khấu thật lần này được bật khiến cho lâu này đi lùi, đi về chậm hơn. Dịch chuyển của Impact. Nhưng bây giờ Impact đang tiếp cận này, Jinzao biết được cái điều đó và anh ta phải chạy ngay lập tức. Mưa tên lửa được rải ra rất đẹp lên người của Rod, bị gây sức. Meteor đứng đằng sau, khung ánh sáng nó trúng Rod một lần nữa lên bảy điểm số cộng với xạ thủ của anh ta. Một lần nữa Impact có luôn cho mình hai điểm hạ gục, tất cả kêu dành cho anh ta với tình huống rải mưa tên lửa đẹp và cái với sự hỗ trợ của Sneaky nữa, khung ánh sáng của anh ta trúng vào người Jinzao và tình huống tiếp theo tốc biến qua sử dụng cái lao điện và kho lửa có luôn cho mình hai màn hạ gục. Quá dễ dàng cho lâu nay trong ván đấu này khi họ đang dẫn trước đối phương rất nhiều thứ, đó là về mặt tỷ số, đó về điểm hạ gục nó khiến cho khoảng cách chênh lệch về tiền bây giờ hồi nãy là 4.000 nhưng sau 3 phút nó lên tới con số 5.000 rồi. Cố gắng chênh quá giữ không được, ta không có tầm nhìn trong khu vực đó, ta chỉ thực ra có tầm nhìn nhưng mà đã bị kéo ra rồi và cái thao tác của ta cũng tương đối là chậm chậm hơn một tí. Xem lại tình huống vừa rồi, Impact anh ta dịch chuyển sau, trong khi đó thì hãy nhìn ở phần DJ anh ta đi bộ, cũng nghĩa anh ta không có cho mình dịch chuyển cho mình lúc này và khung ánh sáng sẽ trúng vào sáng tóc biến trúng một người, còn cái sát thương của Rod là từ cái lao điện. Còn khu vực đường trên này Amazing Day hơi bị khổ với cái việc mà bây giờ đường dưới của bạn mất trụ, xạ thủ đối phương xuất hiện ở đây. Echo cấp 11 bạn nghĩ là có chiêu cuối mình cấp 2 lần nhưng nhìn bắt anh ta không bao giờ tha cho Jinzao cả. Rod ở đây sử dụng chiêu cuối tốc biến lên E, ở chính xác là quỳ trúng. Impact sắp bị giữ chân lại rồi, anh ta đang cố gắng kích hoạt W để lùi về nhưng bị làm choáng và rải chiêu cuối. Rod ngậm vào, Rod nhổ ra và Rod sẽ là người tắt kỳ nhìn bắt. Tình huống hơi hùng quá của Impact khi mà anh ta thấy được rằng Jinzao chỉ đi một mình thôi. Nhưng Kamken với cái du ngoạn của một sẵn sàng tiếp cận của chính anh ta là người đã gây khó khăn cho Impact. Và ở khu vực đường trên thì Echo vừa mà mình đây cũng bị đánh lùi bởi vì anh ta lên cho mình rất nhiều kháng phép và lượng giáp không có, trong khi đó xạ thủ quân phía đối phương đã có cho mình một kiếm. Manamun rồi. Thì với cái thần kiếm này được lên từ rất sớm thì tôi nghĩ rằng cái kiếm Manamun chứ sau khi một khoảng thời gian nữa thôi nó sẽ được nâng cấp lên thần kiếm Uramana. IMA họ có được lợi thế tận dụng sai lầm của Impact ở khu vực đường dưới. Tuy nhiên thì cái tốc độ đẩy trụ của Jinzao thật sự là rất chậm. Anh ta chỉ mới kéo được hồi nãy nếu như nhìn không lầm là khoảng một nửa lượng máu thôi, là Meteor cộng với vị trí Jensen đã bắt kịp nhịp độ trận đấu ở khu vực đường dưới rồi. Bây giờ họ phải bấm về biến về, trong khi đó Snicky bây giờ di chuyển ra khu vực đường giữa và gây áp lực lên Athena. Nó khiến cho đội hình của bên phía IMA bây giờ phải tập trung co cụm lại, chắc chắn sẽ ở khu vực đường giữa thôi. Nhưng mà bây giờ Jensen di chuyển ra đường giữa như thế này, nếu như đánh 5 năm
Với một Shinra của đối phương có khả năng làm choáng cực kỳ xa, đội hình của IMA chắc chắn là sẽ thiệt thòi. Dạo gần đây thì tôi rất thích cái lối lên đồ kiểu như vậy của Impact ở khu vực được chơi với người tướng Rumble. Đó là một món trang bị lớn, có thể là đại lượng headset hoặc là cái mặt nạ đã đầy cũng được. Và sau đó món trang bị thứ hai đó chính là trụ thu vô luôn. Thì với món trang bị thứ hai trụ thu vô, nó sẽ tối đa hóa lượng sát thương của vị tướng Rumble này ở giai đoạn giữa trận. Và giai đoạn giữa trận là giai đoạn mà mục tiêu được kiểm soát nhiều nhất, rồng trụ, trụ một khu vực đường giữa và các trụ còn lại nữa. Đây là khoảng thời gian và cái lối lên đồ cực kỳ hợp lý của Rumble. IMA tay cực kỳ nhắn trong những tình huống phòng thủ tương tự như thế này. Mood thì ở đây anh ta đang chặn đường Amazing, nhưng mất cũng khá là nhiều máu lượng giữa đồng nguyên đánh ra, nó không trúng ai cả. Và lâu nay còn khoảng 1/3 máu từ trụ nữa thì họ sẽ có trụ ở đường giữa này, để xem IMA có cố gắng phản công hay không. Lính ở khu vực đường dưới đẩy lên rất nhiều đến từ bên phía Cloud9. Bên phía IMA họ bắt buộc phải cử một thành viên xuống dưới, nhưng đó chính là Athena. Ta không có cho mình cái dịch kiện, khả năng tiếp cận ra khu vực đường giữa là gần như không có, đồng nghĩa với việc trụ này sẽ thuộc về cho bên phía Cloud9 nếu như họ tiếp tục đẩy mạnh như vậy. Cứ một đợt lính là Slicky sẽ có thể bắn được từ 2 đến 3 phát, nhưng bây giờ Avalanche quyết định chủ động tấn công, tốc bị hấp tung rất tuyệt vời. Nhưng anh ta đang khắp máu, Rod cứu sống được vị trí đi rừng của mình. Và Amazing Day thì bật ngược trở lại bằng cái chiêu cuối, và anh ta vẫn chưa phải nằm xuống. Impact đang bị câm lặng, Athena gồng ề tốc bị vào và sát thương nó vẫn chưa đủ. Bây giờ Jensen cố gắng xả sát thương lên người Athena, nhưng năng lượng của ta rất thấp và cả hai đội dừng lại việc trao đổi với nhau và vẫn chưa ai phải nằm xuống. Overlord trong tình huống vừa rồi, anh ta lựa chọn thời điểm tấn công rất chuẩn xác. Anh ta không, nếu như cứ để Cloud9 gây sức ép như vậy, cái trụ của họ sẽ bị tiêu diệt. Đúng vậy, anh ta đào hầm xuống, hút tung được hai thành viên. Nhưng cũng cần phải nói đến đó chính là Impact. Một tình huống rải chiêu cuối rất đẹp của anh ta ngăn chặn thế tấn công của bên phía IMA, và giúp cho người chơi xạ thủ của mình có thể ở được một vị trí an toàn. Và trong tình huống đó, Athena cũng có tình huống bọc hậu, nhưng sát thương của anh ta với cú tốc biến đó nó chưa đủ để tiêu diệt vào Impact. Đúng, nếu như ở một cái thế trận cân bằng thì chắc chắn trong tình huống giao tranh vừa rồi, IMA setup rất tuyệt vời và sát thương của họ sẽ đủ để có thể hạ gục từ 1 đến 2 thành viên phía lâu này. Nhưng thực sự là bạn đang thua trang bị đối phương, đặc biệt là ở khu vực đường giữa. Athena, anh ta chỉ hồi nãy là chỉ mới có được một cái giáp tâm linh thôi, là trang bị lớn duy nhất thì sát thương không lấy ở đâu ra cả. Cái lượng sát thương pháp thuật đến từ nội tại nó khá là ít, nó không đủ để khiến cho anh ta trở thành pháp sư đặc thù ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Nhưng IMA vẫn thành công trong việc giữ lại trụ ở khu vực đường giữa và giữ lại cái thế trận này. Lượng tiền bây giờ khoảng cách trên lệnh nó cũng không phải là quá lớn nữa, chỉ khoảng 2.000 tiền thôi. Và ở thời điểm hiện tại thì một ít rêu của Suki đang có hướng lên cho mình, đó là tam hợp kiếm. Thì với cái món trang bị này, sát thương của Jin sẽ được gia tăng thêm, nhưng đồng nghĩa với việc bạn phải đánh đổi lấy những cái trạng thái khống chế đến từ ngành tầng giá. Đó là cái sự lựa chọn của ta mà thôi. Thế thì tôi nghĩ là trong cái tình huống mà đội bạn có khá nhiều hiệu khống chế làm chậm thì Ezreal cũng không cần phải lên cần thiết lắm với cái việc lên ta băng giá. Nó có thể tăng lượng sát thương của mình bằng việc lên ta phòng kiếm khu vực đường trên Amazing Day. Anh ta hứng cái đợt mưa tên lửa vừa rồi của Impact và mất rất nhiều máu lùi ra khỏi khu vực trụ 1. Và lâu nay vẫn tiếp tục tấn công, vẫn không thủ được an toàn, và họ có được cái con rồng thứ 3 của ván đấu này và rồng thứ 2 dành cho chính bản thân mình. Muốn tổ chức một tình huống băng trụ, hất tung được một người, nhưng Rod rất nhanh tay anh ta nút xạ thủ của mình vào. Nếu như đối phương đã có tâm gen thì nên chọn tâm gen là mục tiêu đó cho mình. Bởi rất dễ dàng một cái ngậm nuốt thôi, tâm gen có thể cứu sống được người chơi xạ thủ như trong tình huống vừa rồi. Nhưng không sao, mục chính của Cloud9 vẫn là trụ, vẫn là mục tiêu. Nó giúp cho cái lượng tiền phần nào đó nó sẽ gia tăng thêm một tí xíu, nhưng cái khoảng cách chênh lệch về tiền nó vẫn giữ được con số 4.000, gần 4.000 ở từ cái phút thứ 12 cho tới bây giờ. Điều đó chứng tỏ là IMA vẫn đang có thể phòng thủ được và là họ đang làm rất tốt tính tới thời hiện tại. Những cái đội hình của bên phía IMA về giai đoạn cuối trận đấu, thực ra thì Jin Zhao anh ta cũng sẽ không có nhiều sát thương lắm nếu như anh ta lên theo lối trang bị là tăng khả năng chí mạng. Chí mạng thì những cái đòn ảnh hưởng của anh ta giai đoạn cuối trận sẽ mạnh, nhưng nếu như anh ta lên xuyên giáp như thế này thì một cái áp lực đó là giai đoạn cuối trận đấu bắt buộc phải chiêu cuối trúng thì mới có gì sát thương. Còn những vị trí khác ví dụ như là Echo ở khu vực đường trên, giai đoạn đầu trận thì có sát thương, nhưng càng về cuối thì cái lượng sát thương nó sẽ càng trở nên ít ỏi hơn. Thậm chí là bây giờ anh ta đang khá cô độc ở khu vực đường trên này.
đang phải phòng thủ trước sự tấn công của 1, 2, 3, 4 thành viên của lầu này bị rất tung. Có lượng giới đồng quy, có lớp giáp đó và Meteor, anh ta trừng phạt làm chậm đối phương. Tuy nhiên thì Amazing Jay đã lùi về an toàn rồi. Rod bây giờ di chuyển lên kết hợp với cả Team Zhao để xem họ có được làm được điều gì hay không này. Avalanche đang muốn chặn đầu. Rất khó bởi vì Rumble Game Park vẫn còn nói cho mình cái dịch chuyển sẵn sàng tham gia khu vực đường trên. Và ở thời điểm hiện tại thì sát thương của Infinity Cloud 9 nhỉnh hơn rất nhiều. Có thể gọi là như vậy. Và cái mục đích của họ để tối đa hóa được sát thương kiểu như Rumble với trường Huvo, đó chính là lấy mục tiêu lớn, và họ đã làm được điều đó với hai trụ đường giữa và đường trên. Trong khi đó thì Park ở khu vực giữa một mình anh ta đẩy. Ở Benzin Jay sau những món trang bị phòng thủ, bây giờ anh ta bắt đầu có hướng lên cho mình, đó là thủy kiếm. Món trang bị này có thể lên cho mình cả xe băng giá cũng như là tam hợp kiếm ở thời hiện tại. Nhưng tôi nghĩ anh ta, như anh Nhật cũng vừa nói vừa rồi, đội hình của bên phía IMA hơi thiếu sát thương một tí. Nếu như Echo lên cho mình tam hợp kiếm, có khả năng đu bám vào vị trí của Jensen, thì tôi nghĩ phần nào đó sẽ cô lập được Jensen. Đây là một cái sự lựa chọn, nó mạo hiểm, nhưng ở bạn khi mà bạn ở thế thua, bạn cần phải mạo hiểm, bắt buộc phải mạo hiểm. Vì nếu như bây giờ lên cái tay băng giá, khả năng lưu bám vào Jensen nó cũng có, nhưng mà Jensen Shinra có khả năng chống những vị tướng, khả năng la vào rất tốt. Thậm chí là nếu như mà anh ta kết hợp với tay càng yếu còn với cái cú quỳ đó tốt, anh ta có thể ngăn cản luôn một cái tình huống biến chuyển khoa mà Amazing Jay quyết định lao vào. Cho nên bây giờ tôi nghĩ cái trang bị thích hợp đó là tam hợp kiếm, bởi vì nhồi sát thương càng nhanh là càng tốt. Nó khiến cho lâu nay những thành viên không nằm xuống cũng được, nhưng ít ra thì cũng phải ít máu để có thể lùi ra khỏi những tình huống giao tranh, để cho IMA set up được những cái pha giao tranh. Họ phải cần khá là nhiều thời gian trong tình huống giao tranh tổng được sức sát thương nó bắt đầu được khuếch đại lên. Bây giờ để xem thế trận nó tạm thời trì hoãn một tí. Thì Jinzao đang lên cho mình đó là Kỳ Gai Vo Chứa để có trang bị tốt khi mà Impact cũng như Jensen luôn là mối hiểm họa. Nhưng hãy nên chú ý, ngoài hai người này vẫn còn đó là một Olaf của Meteor. Khi mà bật chiêu cuối vô, tôi nghĩ rằng cái mục tiêu của anh ta nhắm tới vẫn là Jinzao mà thôi. Đúng, cái sát thương của Olaf và giai đoạn cuối trận đấu nó nằm ở các kỹ năng bộ củi. Nó là sát thương chuẩn. Và Olaf cũng không cần phải lên quá nhiều những cái trang bị tăng sát thương, thì cũng có được một lượng sát thương ổn lên những người ở tuyến sau, ví dụ như là xạ thủ Jinzao chẳng hạn. Thì rất khó cho IMA trong cái tình huống này. Nhưng tôi vẫn tin là họ có thể làm được cái điều gì đó, như họ đã từng làm đối với Last Wolf. Và Arbalest ở đây rất thấp máu, anh ta đang muốn tiếp cận Amazing Day đang bọc hậu, nhưng có cả vị trí Impact ở đây. Rất khó, một lần nữa IMA muốn tạo thế gọng kìm, nhưng kìm này chưa được cưng. Đúng, nhiều khi gãy. Đúng vậy, cần phải là kìm nghĩa thì cuộc sống mới có nghĩa, đúng không? Nhưng ở thời điểm hiện tại thì bên phía Cloud9 họ đang có lợi thế và họ đang kiểm soát khu vực Hammeron bằng những con mắt mà mình cấm. Nhưng bên phía của IMA cũng có được một con mắt vào khu vực Hammeron và nó vượt ngoài tầm của con mắt tím đó, khiến cho Baron vẫn biết được rằng bên phía Cloud9 được dùng để ăn hay là để câu, nên tạm thời vẫn ổn dành cho IMA. Lâu nay có khá là nhiều mắt tím xung quanh khu vực Hammeron này. Tuy nhiên thì đúng là con mắt chí mạng vừa rồi, chỉ cần đúng một con mắt thôi, IMA làm rất tốt cho việc kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực đó. Và họ vẫn đang phòng thủ. Nhưng để xem cái cách mà họ có thể thắng được giao tranh, có thể lấy lại được lợi thế, thì đúng là như là những gì họ cố gắng làm bây giờ đó, tức là tạo thế gọng kìm. Một là Amazing Jay, hai là Arbalest phải luôn ở đằng sau, phải thất tung hoặc làm choáng được đối phương thì mới có thể giao tranh tổng được. Chứ còn cái tình thế bây giờ, nếu đánh trực diện, rõ ràng lượng trang bị nó sẽ nói lên tất cả. Nó nhìn vào vị trí của Sticky, anh ta đã có hai món trang bị rất nhiều tiền và sát thương rất nhiều, đó là cái Muramana cộng với tam hợp kiếm. Còn trong khi đó là vị trí của Shinzao, anh ta chỉ mới có được đúng cũng đúng là hai trang bị, nhưng kiếm Mayumu giá thành nó rất rẻ, không cũng không rẻ lắm, 3.000. Ý là nếu như so sánh với hai món kia thì rẻ hơn rất nhiều. Nhưng đây một tình huống Rod anh ta bị giữ chân lại, nhưng có sự xuất hiện. Để xem Mythos bây giờ bật tận thế ra Narok, và hai con trâu con bò của bên phía lâu nay đang bị AM tấn công. Rod anh ta đã kích hoạt da dày, có cả sân khấu thượng thần nó bắn trúng vào Mythos, nhưng nhìn lượng máu của Mythos có vẻ như là nó không tuột một tí nào cả. Sticky cộng với Jensen quay ngược trở lại phản công, bùng nổ sức mạnh vào người của Amazing Jay, khiến cho anh ta phải bật ngược trở ra bằng cái chiêu cuối.
và bây giờ thì dùng biến chuyển pha để bỏ chạy. Sneaky, Quy không trúng, nhưng wow, anh đang nghe rất tuyệt vời, kết hợp với cả cú thảm lửa vừa rồi của Impact nữa, nó khiến cho Amazing Jay phải phục trong cái tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì cái trụ hai đường giữa bên phía Amay đang bị đe dọa rất nhiều, cả tính mạng của Jin Zhao nữa. Jin Zhao quét cầu cực tuyệt, kiên tuyệt vời, nhưng ta vẫn chưa đủ lượng sát thương và Jin Zhao vẫn có thể lùi về được. Nhưng những người bảo vệ cái trụ của bên phía Amay thì càng ngày càng ít đi, chỉ còn mỗi Athena và Evoless thôi. Rất tiếc cho Lao Na trong cái tình huống này là lính nó đã hết rồi. Nhưng không sao, họ sẽ bổ sung bằng một cái bữa ăn khác, đó chính là con rồng gió đang được hồi sinh. Và trong tình huống vừa rồi, Amazing Jay có tình huống anh ta sử dụng chiêu cuối để thoát khỏi chiêu cuối đó của Zen Zen. Tôi cứ ngờ tình huống đó rất tốt rồi. Nhưng quét tan kẻ yếu đó quá đẹp của Zen Zen, chúng ta cùng xem lại ngay lập tức đây. Quét tan kẻ yếu kèm với mưa tên lửa gần như là cùng một lúc. Sticky anh ta cũng lên gây sát thương. Và tình huống tiếp theo là các bạn hãy nhìn xem Zen Zen anh ta nhặt ba quả cầu và làm choáng từ ba hướng, khiến cho Jin Zhao anh ta chỉ còn lượng máu của anh ta, tôi nghĩ là thoi thóp vạch đỏ một tí xíu mà thôi. Cái sức mạnh của Shin Ra ở những cấp độ cuối cùng 15-16 đó là việc bạn có thể bốc được ba quả cầu, quét tan kẻ yếu với ba quả cầu, đằng nào nó cũng trúng cả, không cần phải tính toán quá nhiều. Shin Ra thời điểm hiện tại sau khi mà được nhận khá là nhiều chỉnh sửa trở nên dễ chơi hơn vô cùng. Và với cái tình huống đó rất may là lượng sát thương từ chiếc Zen Zen nó không đủ, nhưng chúng ta nhìn vào máu của Rod trong những cái tình huống giao tranh thông thường chúng ta thấy Tam Ken khá là khỏe. Nhưng với bao nhiêu đây lượng trang bị, cảm giác như là mỗi lần anh ta bị tấn công rất dễ bị hạ gục. Đúng rồi, bởi vì trang bị của đối phương vượt trội hơn rất nhiều. Nên đúng là chất tướng thì có khỏe thật, nhưng mà mình không có đồ xịn thì có lẽ cũng hơi thua so với đối phương. Bây giờ bởi vì cao này biết được rằng mình đang có rất nhiều lợi thế, cần phải đẩy mạnh nó bằng cái trụ hai khung. Nhưng Smoothie này anh ta luôn ở đằng sau, anh ta hất vị trí của Obolet về, làm choáng chúng hai người Athena đang bơi vào. Xem rằng sát thương hình như là nó vẫn chưa đủ. Amazing Day rất hấp mẫu nhưng Obolet là người đầu tiên phải nằm xuống. Athena cố gắng bỏ chạy, sân khấu tử thần nó đẩy lùi Lao này ra. Một tình huống màu vàng của Sticky, của Smoothie. Nhưng chưa hết nha, Athena đang gặp phải được Amazing Day. Còn chiêu cuối nhưng sát thương ở chính xác là hết chiêu cuối rồi. Rất may mắn là sát thương của Sensei một lần nữa không đủ và Impact đã phải nằm xuống trước lượng đam đến từ vị trí Jin Zhao. Quyết tăng kéo trúng và W, ý lực vừa rồi nó với tầm, rất tiếc là nó với tầm Sensei. Một lần nữa anh ta giết không thủ tiến của Jin Zhao. Nhưng bây giờ Amazing Day dịch chuyển chặn đầu hay là cống hiến đây? Cứ ngỡ tình huống đó sẽ rất nguy hiểm dành cho bên phía Cloud9 này khi mà lượng máu của các thành viên của họ đang rất thấp rồi. Nhưng khả năng khống chế, những tình huống khống chế khiến cho Amazing Jay không kịp làm bất cứ một điều gì trong tình huống đó, và thậm chí ta chưa kịp quăng ra cả lượng giới đồng ly. Cùng xem lại một pha giao tranh quá dài ở thời điểm tại. Smoothie anh ta vòng ra từ phía sau và anh ta chọn Overland là mục tiêu. Trong khi đó những cái cầu quét tan kẹo đó nó tương đối lộ của Zen Zen. Khi trong tình huống này anh ta cũng gây được rất nhiều sức ép. Meteor có tình huống tốc điểm lên dứt điểm vào Overland. Và tình huống tiếp theo cái bắt hơi rướng vào Athena một tí, khiến cho anh ta rơi vào tầm của trụ cũng như tầm bắn của Jin Zhao, và anh ta cũng phải nằm xuống lại trong tình huống đó. Tôi không hiểu lắm là vì sao mà Amazing Jay tự tin của sao nó lại dâng cao cái mức như vậy. Đây tôi nhanh quá. Có, đúng là Lao Nai đang hết năng lượng thật. Nhưng có Smoothie này bây giờ đứng ngay cái mắt thôi. Đó, như vậy tôi hấp cái. Hấp tung thêm. Quyết ta kiểu làm choáng thêm lần nữa. Cái thao tác của anh ta tung ra đó là thao tác của tung Quy. Chứ nếu như anh ta mà tung W ra thì phần nào đó nó sẽ có thể là gây được hỗn loạn và chờ đợi được đủ những người đồng đội của mình tới. Đây là lượng sát thương ở pha giao tranh vừa rồi. Có thể thấy Jin Zhao vẫn đang đảm bảo được lượng sát thương của Amay. Còn sát thương bên hai người chơi pháp sư bên kia quá khủng khiếp. Thật ra thì nếu là tính đơn mục tiêu á, tính cá nhân thì Jin Zhao anh ta có lượng sát thương nhiều nhất. Nhưng rõ ràng nếu tính tổng đúng vậy. Nhưng mà thật ra trong tình huống đó thì có thêm sát thương từ trụ nữa, nên trao đổi về mạng chỉ là 1-1 mà thôi. Còn Amazing Jay nằm xuống là một tình huống mà anh ta hơi cố gắng cụ thể hóa những cái lợi thế bằng lượng máu của mình. Lao Nai bây giờ vẫn tiếp tục cố tấn công vào khu vực đường giữa. Và nãy giờ cái ý định của họ thì từ đầu trận thì chưa bao giờ buông bỏ. Họ chọn cái gì là họ quyết tâm làm tới cùng luôn. Bây giờ đường dưới một Echo tôi nghĩ sẽ về được trong tình huống này. Về được, bởi vì anh ta vẫn còn rất nhiều thứ, còn tốc biến, còn biến chuyển pha, còn cái chiếc cuối nữa.
Nhưng bây giờ về tới đâu, về tới trụ hay là về tới nhà, trụ này ai bảo vệ, bảo vệ được hay không, đây một nửa lượng máu bị kéo đi và liên tục là những tình huống quét tang kiểu nó trúng vào tuyến đằng sau. Omega đã kích hoạt chiêu cuối, Arbolest bị hất tung, bị bùng nổ sức mạnh và một lần nữa phải nằm xuống. Athena bị làm choáng, đang bị kho lửa và anh ta đã kích hoạt chiêu cuối lắng hồ máu xuống. Chiêu cuối vừa rồi của Impact nó không được đẹp lắm, Omega đang muốn tiếp cận Impact bất đồng hồ cát, lượng dưới là quỳ lao vào làm choáng được một người và Omega giúp thêm người đi của Impact chính xác hơn người ăn là Shinzao. Nhưng Athena bây giờ anh ta đang phải bỏ chạy, double kill dành cho Shinzao và Imei vẫn còn đánh được Sticky ở đây, cần một cú quỳ chính xác nhưng tiếc rằng nó trượt rồi. Và vừa rồi thì các bạn có thể thấy Smoothie có một tình huống tương tự như là Alistar của Mata. Anh ta bò hút vào một thành viên tốc biến, dậm nát, dậm chiêu quy vào những thành viên còn lại ngay lập tức bị chặn lại trong tình huống này. Một tình huống mà Amazingray mất đi chiêu cuối khá sớm, nhưng chiêu cuối của Zenzai trong tình huống này lại nhắm thẳng vào Violet và cung ánh sáng nhắm vào Jinzao ở bên kia. Trong tình huống này thì lượng giới đồng quy của Amazingray tung ra, nó giữ chân được Impact. Sau khi mà Impact hết cho mình cái đầu một kém và Impact không thể nào chạy được trong tình huống này, mặc dù trước đó Zenzai có tình huống làm choáng được rất nhiều thành viên. Đây là một tình huống rất đẹp của Smoothie, combo cực kỳ chuẩn xác, đúng bài của vị tướng Alista này. Nhưng rất tiếc nếu mà thấy được bản lĩnh của Amai với tình huống giao tranh thua sút đối phương như vậy. Amazing Dance vẫn xử lý cực kỳ tuyệt vời và họ vẫn gỡ gạt những điểm hạ gục. Nhưng mà cũng cần một lần nữa phải nói là sát thương này thiếu đi sát thương đến từ trụ nữa. Họ băng trụ trong một khoảng thời gian tương đối là dài, khiến cho mặc dù lượng sát thương của Clan Ai nhỉ hơn nhưng họ vẫn chưa cụ thể hóa được nhiều quá. Nhưng mà sao bị tiếp cận, bị hất tung, bị làm choáng và bị tỷ tỷ thứ của Lao Nai dồn vào. Có lẽ không còn gì để nói trong tình huống đó nữa, sát thương quá nhiều đến từ Clan Ai, có thể là đi lẻ thôi. Có thể là một cái, tôi nghĩ rằng thật sự nếu như ở những cái trận đấu chuyên nghiệp những tình huống như vậy không đáng xảy ra, nhưng khi mà bạn đang thi đấu với một cái áp lực tinh thần lớn như bên phía của Amai đang phải hứng chịu, rõ ràng cái việc đó cũng có thể là có thể bỏ qua được. Nhưng còn Baron thì ai tranh chấp đây, nét vẽ trên trong có vẻ như là quá mỏng manh trong việc cướp lại con Baron đó và mưa tên lửa rải ra đẩy hai thành viên của Amai về, giúp cho Meteor không phải chịu nhiều áp lực trong cú trừng phạt vào con Baron đó của mình. Bây giờ dàn trụ ngoài không còn nữa. Bên phía của Cloud9, thật ra còn một trụ khu vực đường trên. Nhưng Cloud9 cực kỳ đúng bài, lấy mục tiêu, lấy hết tất cả các mục tiêu, sau đó quay về bổ sung đường đồ và tiếp tục gây sức ép vào trụ 2 khu vực đường trên, tận dụng lợi thế bù lại Baron, đẩy đường ở cả ba lane. Đó là cái cách mà họ sẽ làm ở những thời điểm sắp tới. 4 rồng dành cho Cloud9 và 2 trên tổng số đó là 2 con rồng nước. Đối với Syndra, đối với Ezreal và cả Olaf nữa, những bị tướng có khuynh hướng spam chiêu thức trước giao tranh thì rất thích những cái khả năng hồi phục năng lượng như vậy. Và cả Alistair nữa, cái khả năng mà bị tướng hồi phục năng lượng cho đồng đội của mình, hồi phục máu, nó sẽ được nới rộng thêm. Và rõ ràng Lao Nai đang nắm rất nhiều lợi thế. Liệu rằng Imei có làm được một cái cú lộn ngược như là Ipolis đã làm với Flash Wolf trong trận đấu trước hay không? Để coi, ở thời điểm hiện tại thì nói về cái điều đó xảy ra cũng tương đối là khó. Bởi vì thứ nhất là về cái chất tướng của họ không có những chất tướng dạng bùng nổ, chất tướng chỉ đánh theo thời gian mà thôi. Jin, ngoài Jin ra thì cũng là một chất tướng cho sát thương bùng nổ, nhưng mà chúng ta cũng tương đối là khó. Người đồng đội còn lại bây giờ trụ bị bào một cách rất nhanh chóng, nó sắp bể rồi, sẽ bể ở những phút sắp tới đến từ sát thương của Snicky cũng như con xe đang gây ra liên tục. Omenjay có hai con mắt tím đằng, chính là hai con mắt xanh đằng sau lưng của Lao Nai. Và Lao Nai không kiểm soát tầm nhìn ở đằng sau lưng của mình, nhưng mà tấn công như vậy thì đối phương rất dễ lùi ra phía đằng sau, nhưng họ vẫn vô cùng tự tin. Tôi nghĩ cũng hơi khó bởi vì nó như đã nói về mặt chất tướng rồi, Echo ra sau thì anh ta phải mất một khoảng thời gian để có thể đặt được giới đồng nguyên. Thì với chất tướng lại riêu nữa có thể dễ dàng chạy thoát, mà chưa kể là một tình huống trước đó có thể thấy ở bên đây anh ta dịch chuyển và ngay lập tức phải bốc hơi gần như ngay lập tức. Nói chung là bị cái dớp, không có dám làm cái điều đó lần hai. Nếu mỗi lần cứ nghĩ là dịch chuyển rồi đó, phương đứng chờ sẵn, Alistar đứng chờ sẵn, hất tung rồi làm choáng với tăng khí yếu đủ thứ dồn vào. Bây giờ một cửa khu vực điểm cửa, Jensen lấy luôn cho mình con bùa xanh, gia tăng thêm khả năng hồi phục, và chưa kể họ có hai con rồng nước như Nhật đã nói. Quá nhiều lợi thế dành cho Cry ở thời điểm hiện tại, và có lẽ Meteor đã tìm ra được con bài của mình nên chơi.
Đó chính là Olaf chứ không phải là Lee Sin nữa. Lấy xong đường giữa, bây giờ họ chuyển hướng tấn công đường giữa im. Amazing đang cố gắng lao ra nhưng góc bên này thì Mizos và Smoothie đang tiếp cận và họ đã có trụ, đang tìm kiếm những điểm hạ gục đến từ bên phía của Ime. Amazing bị làm choáng rất phát máu, vẫn còn kích hoạt chiêu cuối được và lao này lập tức là chuyển hướng tấn công xong cái nhà lính. Đúng vậy, hai cửa vua lại Baron vẫn còn tiếp tục đẩy vào trụ nhà chính. Bên phía đối phương vẫn còn đủ người nhưng khả năng phòng thủ khá yếu hơn. Mút thì là vào hất tung được và hất ngược Ross về. Obelisk bơi vào nhưng anh ta không có nhiều đất để đánh lắm, thậm chí là Zensen đã dứt điểm thành công người đi đường bên phía đối phương. Amazing thì hạ gục được vị trí của Smoothie nhưng lâu nay vẫn còn bốn người với những con lính có bùa lợi Baron và họ lấy hai cái trụ bảo vệ nhà chính và luôn cả cái chiến thắng này. Lâu nay dứt điểm hai mày. Lâu nay ngày thi đấu đầu tiên họ thua. Ngày thi đấu thứ hai họ xem thua nhưng vẫn thắng. Và ngày thứ ba họ có cho mình được một chiến thắng. Quá thuyết phục. Bây giờ nói riêng về Lao Nai đang có tỷ số là 2-1 và cơ hội vượt qua vòng bảng của họ rất sáng sủa. Đúng. Anh Linh vừa điểm qua cái lịch sử thi đấu của Lao Nai, tôi cảm giác như cái phong độ nó đi lên từ từ. Thua xong rồi xém thua xong rồi thắng. Hy vọng là nó không phải như kiểu rồi thì xin lên xuống. Nếu mà xuống ở vòng bảng sâu thì có lẽ cũng được, xong rồi thua, xong rồi xém thua thắng nữa thì cũng có tỷ số đủ, tôi nghĩ là đủ vượt qua. Nhưng nói về Lao Nai như vậy, nhưng mà đối với IMA thì không phải là cơ hội nó khép lại hoàn toàn.